Lời đầu tiên cho chàng Sang xin gửi lời chào đến toàn thể quý cô chú anh chị cùng tất cả các bạn đang follow theo bài giảng của chàng Sang. Thì trước khi đi vào cái nội dung của cái bài giảng ngày hôm nay thì Sang cũng xin thông báo đối với tất cả các anh chị học viên mới là chúng ta nhớ nhấn vào cái nút đăng ký phía bên dưới video ha, để mà khi Sang giao bài lớp của chúng ta sẽ nhận được liền. Rồi thì đi thẳng vào cái nội dung của cái video ngày hôm nay, cái nội dung chính của cái bài giảng ngày hôm nay đó là chúng ta sẽ biến cái cây đàn này ha để thành một cái người thầy, thành một cái người thầy để chi, để dạy mình học đàn ha. Ví dụ như là khi mà chúng ta tự học ở nhà thì như sau, chúng ta cần một cái công cụ để mà hỗ trợ cho chúng ta học đàn, thì cây đàn này nó có đủ tất cả những chức năng để mà hỗ trợ của chúng ta ha. Và Sang sẽ hướng dẫn trong cái bài giảng ngày hôm nay. Rồi bây giờ Sang sẽ quay cái camera gần lại để mà hướng dẫn cho lớp 3 bước chúng ta ứng dụng những cái kỹ năng của những cái chức năng của cây đàn để mà nó giúp cho mình học đàn như thế nào ha. Nhớ ha, ba cái chức năng rất là quan trọng luôn. Rồi để Sang quay camera gần lại. Rồi Sang vừa di chuyển cái camera gần lại nè. Cái chức năng đầu tiên đó là khi mà chúng ta học một cái bài hát, khi mà chúng ta học một cái bài hát á, thì chúng ta sẽ nhìn cái bố cục của cái bài. Chúng ta phải nắm cho được cái bố cục của bài. Thì cái để mà nhìn vào trong cái bố cục của bài á, thì chúng ta chọn vào trong cái chúng ta phải bấm vào chữ test file nè ha. Rồi sau đó là chúng ta bấm vào trong cái chữ là bút test ha, bút test. Thì ở đây chúng ta sẽ tìm cái bài chờ đông là chữ C, chờ đông là CD đó. Chúng ta sẽ coi, bắt đầu là chúng ta xoay vòng tròn ha, thấy cái tay sai sai không, là chúng ta sẽ xoay vòng tròn, chúng ta tìm bài chờ đông này, chúng ta bấm vào, bấm hai cái, một hai, nó sẽ ra bài chờ đông ha. Chúng ta nhìn bài, chúng ta quan sát kỹ cái trên màn hình nè ha, sẽ chỉ vào một lần, chúng ta từ nay chúng ta sẽ biết ha. Bài chờ đông rồi cái điệu gì, cái điệu là slow gốc 68, slow gốc và tempo bao nhiêu, tempo 72. Rồi bây giờ tôi chỉnh cái tempo 72 nè, nó bắt đầu rồi. Cái nam là hát là tông si dấn trưởng ha, nam hát tông si dấn trưởng và nữ hát gì, tông pha trưởng ha. Rồi thứ hai nữa là chúng ta thấy em ơi có phải trời ngoài trời đang mưa, là chúng ta bỏ hợp âm đô trưởng ha. Bắt đầu hai là bấm dẫn si thứ, hai si thứ 7.5 và si thứ và dẫn qua la thứ, và sau đó mới tới em ơi có phải là pha trưởng trời đã sang đông là đô trưởng, bắt đầu hai âm dẫn mi thứ la thứ ha. Như vậy là chúng ta nhìn vào đây chúng ta sẽ thấy bố cục, cái đoạn số 1 là như thế này, rồi bắt đầu qua đoạn số 2 là ô hay mắt ngọc lại buồn hay sao đoạn số 2, rồi chúng ta muốn tìm qua tới cái đoạn điệp khúc thì chúng ta bấm qua, chúng ta thấy được cái đoạn khúc ô ta quen biết nhau khi tàn xuân rồi ta yêu thiết tha khi hè sang, đây là cái đoạn điệp khúc. Rồi chúng ta nhìn đó là chúng ta đã biết được cái bố cục của bài này là như thế và cái hợp âm là như thế. Như vậy là cái chức năng đầu tiên mà cái đàn mang đến chúng ta là gì? Đó là cái hợp âm và cái tông của cái bài hát. Nó chúng ta có cần đụng tới cái điện thoại chúng ta bấm lên hợp âm gì, hợp âm chuẩn này nọ cho mất thời gian không? Chúng ta nhìn trực tiếp vào cái đàn nó, ví dụ như chúng ta có quên đi, chúng ta nhìn vào trong đây, chúng ta vừa nhìn chúng ta vừa hát cũng được. Đó là cái chức năng đầu tiên mà cái đàn giúp cho mình, đó là nhớ hợp âm và nhớ cái tông bài hát và nhớ cái điệu. Rồi đó là chức năng đầu tiên đã xử lý xong. Chức năng thứ hai mà cái đàn nó giúp cho mình trong cái việc tự học đàn ở nhà đó là chúng ta sử dụng cái chức năng gì, tự học bằng cách là gì, chúng ta ví dụ như là chúng ta muốn học solo note bài chờ đông thì chúng ta phải bấm vào cái bài tập MIDI. Bài tập MIDI đó chính là gì, đây là cái quyển những cái bài giáo trình mà Sang đã thu lại. Ví dụ như là mình học bài chờ đông thì mình sẽ dùng tròn, mình tìm chữ chờ đông đó, mình vừa xây mình vừa tìm, nhìn liếc liếc mắt mình thấy chữ nào chữ chờ đông thì bắt đầu mình dừng lại, đây là chờ đông điểm nè, chờ đông solo nè, so nè, so là solo đó, mình bấm vô hai cái, một hai solo đó. Rồi sau đó mình bấm mở lên, mình bấm chữ score nè, nó mở lên ở đây. Thì ở đây là chúng ta thấy nè, style nè, sang ghi nè, style lỗ gốc 68 là nam si chấn trưởng và nữ pha trưởng nè, intro mende và voice saxophone, sang ghi rất là rõ. Đây quan trọng là chúng ta nhìn vào trong cái bài này và chúng ta đọc cái chữ đây là coi như là chúng ta làm việc xong. Rồi chúng ta bấm một play bên tay trái, bên tay trái nó có cái nút play kế bên cái nút master volume đó, bấm nút play cho nó chạy đó. Thấy không, nó chạy thấy không, rồi nó chạy tới đây nè, không mà la đố si nè, si la sò rê mi rê đô nãy không đó. Mi son sòn mi son đô đô thấy không, thấy thấy cái câu này không, mi son sòn mi son đô đô đó thấy không, là này nè, sao bấm lại nè, đô đô tưng 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 nè, la đố quả đồ mi son son ha, hay hay chữ g không đó, son đô mi đê nè ha, ha rê đô pha
như vậy là thứ hai, như vậy là chúng ta đã rút được một cái nữa là gì? Đó là nó vừa nhìn thấy cái nốt nhạc son nè, son mì son đô đô, là ngay trong nốt đô này chúng ta sẽ bỏ hợp âm gì phía trên, hợp âm đô trưởng, đúng không? Rồi bắt đầu mì son đô đô là đô trưởng nè, đô rê mi là bỏ hợp âm gì mi trưởng. Nhìn cái banh này thì chúng ta sẽ biết được ngay chỗ nào là gì, cái phách mạnh, ngay chỗ nào là cái phách mạnh. Đô là ngay chỗ đồ là phách mạnh ha, tại cái banh nó đập ngay chỗ nào là chỗ đó là cái phách mạnh. Như vậy là cái thứ hai nữa, cái đàn nó là một cái người thầy, nó dạy cho mình gì, nó dạy cho mình đó là cái nốt nhạc là ngay chỗ nào là cái phách mạnh. Thì phách mạnh là cái banh nó đập bốn cái, đập hai cái thì nhịp 24 rồi nó đập, nhịp 24 thì đập hai cái xong qua ô nhịp tiếp theo thì nó đập tại chỗ nào thì chỗ đó là cái phách mạnh ha. Cái thứ hai nữa là chúng ta sẽ nhìn vào đây, chúng ta biết cái nốt đô là nó có ký hiệu chữ C. Thì dưới đây son mì son đô đô thì chúng ta không cần biết dòng kẻ thứ hai, dòng kẻ thứ nhất là nốt gì. Thì nếu mà mình nhìn vô đây là nó có cái chữ nè, là mình sẽ biết cái nốt. Đây là cái cách mà đọc nốt của cây đàn nó dạy cho mình. Tại sao cây đàn nó có những chức năng này mà mình không học, mà mình cứ nhìn cái tờ giấy cái xếp nhạc mà đôi khi mình nhìn hoài mình không biết nó. Bây giờ mình không có nghiên cứu cái xếp nhạc nhiều, cái mình đọc cũng chập chững, cũng nói chung là nó cũng không có được trôi chảy cho lắm. Vậy thôi, cái này nó có mình áp dụng luôn, lớp chúng ta áp dụng luôn. Rồi cái phần tiếp theo nữa, cái này nó dạy cho mình đó gì, dạy cái hợp âm. Ngay chăng nốt này đó là cái hợp âm gì, ngay chăng nốt kia là hợp âm gì ha. Chúng ta nhớ đây là cái phần mà nó dạy cho mình cái hợp âm. Như vậy là toàn bộ cái bài này là cái bài gì, bài chờ đông, nhưng mà toàn bộ nó chạy cho hết bài luôn là gì, solo nó ha. Rồi đó là cái nội dung thứ hai, cái chức năng thứ hai mà nó dạy cho mình ha, đó là cái gì, học solo note và học cái phần đệm ha. Ở trên thì cũng giống như tương tự như đó, mà phần trên là gì, phần trên là phần đệm ha, nhớ ở dưới là solo, còn trên là đệm. Rồi đó là cái chức năng thứ hai, đó là cái chức năng thứ hai mà cái đàn nó là người thầy cho mình. Còn chức năng thứ ba là gì, chúng ta phải khai thác luôn. Sau khi mà chúng ta học xong cái phần solo note, học xong cái phần đệm rồi, học xong solo note và học xong phần đệm rồi, thì chúng ta sẽ bắt đầu gì, thực tập. Thì khi mà chúng ta thực tập là chúng ta sẽ sử dụng gì, cái tiếng ca sĩ để mà thực tập đó. Thì tiếng ca sĩ này chúng là sang đi cái chữ là vocal MP3 nè ha, thì đó là cái tiếng ca sĩ. Thì chúng ta thì đây là cái phần mà cũng tự tay sang soạn luôn chứ chẳng ai mà soạn cả. Xem cũng bỏ công sức ra sang soạn để chi, để cho lớp có cái tài liệu để mà lớp học. Rồi chúng ta chọn vào cái bài chờ đông, rồi chúng ta exit ra, chúng ta bấm exit ra, chúng ta nhìn lên màn hình chúng ta thấy bài gì, bài chờ đông, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng hát tâm si trưởng. Thì lúc này mình đánh tâm đô trưởng thì mình trừ để mấy, mình trừ để một thôi, tại vì mình đánh tâm đô trưởng mà mình trừ là một, phải không? Rồi sau đó là tempo 72 thì mình chỉnh tempo 72. Rồi sau đó là mình bấm nút play, ngay chăng nút play nè, ngay chăng tay sang chỉ nó có nút play nè, chúng ta bấm nút play rồi sẽ là chúng ta bắt vào chúng ta điểm liền nè. Chỉ có cái lời bài chỉ có cái tiếng của Đàm Vĩnh Hưng hát thôi ha. Rồi rồi đúng không? Rồi bắt đầu là Sang sẽ hướng dẫn cho lớp cái cách mà sau khi chúng ta học xong cái phần solo note như phần đệm bên kia, là bắt đầu mình áp dụng vô, mình áp dụng vô như thế này. Rồi mình sẽ tiến hành mình áp dụng như thế nào, đó là mình sẽ mở lên, mình mở lên và sau đó mình đi hợp âm theo nào. Ví dụ như Sang làm mẫu và Sang vừa làm, Sang vừa hướng dẫn nha. Em mới có để bấm theo ngoài trời đất, làm để bấm theo. Em ơi có phải trời đã sáng đơn đó, chúng ta học hợp âm và chúng ta đi theo. Giá băng anh đang chờ, mùa đông ái ân anh đang tìm, tìm màu áo cưới cho em. Ô hai mắt tình lại buồn anh. Rồi sang quay sang dừng lại nha, sang dừng lại khi anh đã. Rồi như vậy là chúng ta sao, như vậy là chúng ta sao, chúng ta mở lên và chúng ta điểm theo thôi, chúng ta đi hợp âm theo, chúng ta mở lên chúng ta đi hợp âm theo. Thì ví dụ chúng ta chỉ cần vô đúng cái phần mạnh của cái bài là được nè. Ví dụ như em mới có sang làm ngẫu hứng cho lớp nè. Em mới có thì ngay trong cái đoạn này nè, chúng ta phải để cho đúng cái phần mạnh chúng ta vô ha, chúng ta đúng phần mạnh nè. Em mới có phải ngoài trời nè. Chúng ta đừng có vội vô liền, chúng ta đừng có vội vô liền ha, chúng ta phải xác định cho đúng cách mạnh. Còn ai mà muốn chơi cho nó hay nữa thì chúng ta chơi cái thằng son tăng như chỗ này, nhưng mà cái đó nó hơi nâng cao rồi ha. Em mới có ngoài trời đất, vậy thì nó hay hơn đúng không? Em ơi có phải trời đã sáng đơn, mình hướng dẫn là la thứ mà
rất là ngon. Rồi đó là sang chuyện hướng dẫn cho lớp cái cách mà ba bước mà chúng ta thực tập. Thì chúng ta sau khi mà chúng ta học xong cái phần solo note, nhưng mà cái phần nãy đó, cái phần điểm hát đó, thì chúng ta mở cái giọng ca sĩ lên để mà chúng ta thực tập tiếp cho chúng ta thực tập những cái mẫu điểm ha, cho đến hút cuối bài luôn. Thì sang chỉ hướng dẫn một bài thôi, thì tất cả những cái bài còn lại khi mà chúng ta học và chúng ta làm theo cái quy trình đó, thì chúng ta xong thì chúng ta có thể tự mình chúng ta học, chúng ta tự học ở nhà được luôn, chúng ta tự mình học luôn. Như vậy người thầy của mình là ai? Người thầy của mình chính là cây đàn, đúng không? Từ nãy giờ ba chức năng cây đàn nó mang lại cho mình, chúng ta bỏ ra cả cái ngàn USD để mà chúng ta mua một cây đàn, 700-800 USD để chúng ta mua cây đàn, mà chúng ta không có khai thác hết cái chức năng, mà chúng ta chỉ biết chúng ta bấm ở đồ đê mi pha son la si đố này nọ, xong rồi bắt đầu là chúng ta xong, xong rồi chúng ta học rồi chúng ta đàn như thế thì nó rất là ổn. Trong khi những cái chức năng nó mở cho mình có mà bấm sẵn trên cây đàn, có những chức năng mở cho mình solo note có sẵn trên đây, có những chức năng nó có thể mở cho ca sĩ hát mình điểm theo, chúng ta không cần phải nhờ vợ, nhờ chồng, hoặc là nhờ anh, nhờ em, nhờ bà, nhờ bạn bè hát hoài thì người ta hát lần, hát hai ba lần ta cũng mệt, ta cũng đâu thế nào mà ta hát hoài cho mình tập, mà mình thì thích cái bài đó, đôi khi bạn mình lại không thuộc cái bài đó nữa, và làm sao mình tập được. Do đó làm sao chúng ta cứ mở cho ca sĩ hát, mình thích bài nhạc nào đó mình mở cho ca sĩ hát và mình thực tập điểm theo. Rồi mình muốn học solo note bài nào, mình muốn coi hợp âm của bài nào đó thì mình mở, mình học, mình mở, mình biết được cái bố cục của bài ha. Thì qua cái bài giảng này sao mong muốn tất cả các anh chị học viên khi mà chúng ta học, ví dụ như không có những người thầy để mà kèm cặp chữ nó của mình ở đây, mình có những kiến thức cơ bản thì mình sao mình có thể dựa trên cây đàn này, hay chúng ta dựa trên những chức năng, chúng ta cố gắng chúng ta khai thác thêm để mà chúng ta học cho những cái bài khác. Ví dụ thầy mình chỉ có thể dạy cho mình 5 bài, 10 bài, 20 bài, 30 bài thôi, nhưng đến cái bài sau, bài thứ 50, bài thứ 500 là bắt buộc mình phải tự cài, mình phải tự biết cái cách mà mình học, tự biết cái cách mà chúng ta sao để mà chúng ta sao chúng ta mở rộng thêm cái kiến thức và kỹ năng của mình ha. Thì qua bài giảng này đó là những cái mà đúc kết lại những cái kiến thức về cái kỹ năng ha, mà Sang chia sẻ, Sang hướng dẫn lại cho tất cả các học viên, chúng ta cố gắng chúng ta luyện tập ha. Cái gì cũng vậy, chúng ta phải cố gắng luyện tập mới được, chứ không thể nào mà nghe theo những cái trung tâm mà cứ những cái cụm từ, ví dụ như là học cấp tắc, những cụm từ mà học bao nghề, những cụm từ mà 3 tháng đi đánh show rồi đó, những cái cụm từ đó chúng ta đừng có khe tới. Nói chung là chúng ta học vì đam mê, chúng ta cần thời gian để chúng ta luyện, chứ không thể nào mà 3 tháng mà chúng ta đi làm show được. Nhưng những trung tâm mà đưa lên cái PR, cái chuyện PR kiểu đó đâu, không có đúng ha. Rồi thì Sang xin dừng đi ha, những gì nói chung thì Sang cũng chia sẻ hết rồi, thì phần còn lại là lớp chúng ta cũng cố gắng ha. Anh dừng ở đây, thân mến chào tất cả anh chị.